Xin chào quý vị khán giả và tất cả các bạn đã trở lại với kênh Quý Hoàng Hạ Long. Hôm nay mình sẽ đăng tải lên video và muốn giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một cái dự án rất là lớn, là siêu lớn luôn. Đây là cái cảng Vạn Linh ở thành phố Móng Cái. Trong cái video đợt trước, cái tầm tháng 10, mình làm về cái Hạ Long Xanh, mình cũng có giới thiệu về Quảng Ninh cùng một ngày. Đã khởi công 4 cái dự án lớn. Là cái đầu tiên như hôm nay mình giới thiệu là cái Hạ Long Xanh. Rồi đến cái nhà máy điện khí ở Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả. Và rồi đến sân golf lớn ở trên thị xã Đông Triều, và cái thứ tư đấy là cái cảng tổng hợp ở Vạn Linh thuộc thành phố Móng Cái. Thì hôm nay mình sẽ đưa lên hình ảnh cái toàn bộ cái dự án để cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem. Vì đây là một cái dự án rất là lớn. Cái tổng cái diện tích của cái dự án này là lên đến 82,79 ha. Đây là tại xã Vạn Linh nhá các bạn. Về cái quy mô và cái tất cả về cái cảng này, tổng cái quy mô quy hoạch thì đây là một cái cảng sẽ là lớn nhất của Đông Nam Á, cũng là một cái cảng để mà kết nối tất cả những cái cảng ở trong Việt Nam mình suốt chiều dài bờ biển Việt Nam, bắt đầu từ bên trong cùng. Thì chúng ta phải nói là từ đến cái cảng Minh. Rồi gần ra nữa là đến Quy Nhơn, Bình Định, rồi cảng Đà Nẵng, đây là một số những cái cảng lớn. Cái tuyến đường biển sẽ nối liền vào mấy cảng Vạn Linh này, và chúng ta cũng bắt đầu là đi ra đến các cái nước xung quanh. Xây dựng cái cảng này thì cái quy mô là lớn rồi, mà cái quan trọng nữa là cái tạo cái điều kiện để cho các cái doanh nghiệp Quảng Ninh phát triển, kết nối với các cái nền kinh tế như khu vực kinh tế Vân Đồn hay là các cái kinh tế nằm xuất sắc Việt Nam mình. Đấy là cả một cái chương trình để mà kéo dài với cái tầm nhìn từ năm 2021 này cho đến đến năm 2030 rồi 2040. Thế ở cái giai đoạn 1 này bắt đầu xây dựng thì cũng tổng cái tiền đầu tư lên đến trên 2.200 tỷ. Khi cái cảng này được hoàn thành ấy, được hoàn thiện thì sẽ là cả một cái bước phát triển rất là lớn mạnh. Vì ngay mình cũng ở cái tiêu đề mình cũng có nói là khi mà xây dựng cái cảng này lên thì Trung Quốc cũng ngỡ ngàng, không nghĩ là Việt Nam mình xây dựng được những cái cảng lớn như thế. Nhiều khi là cứ nghĩ mình là một cái đất nước mà người ta chỉ nghĩ là làm những cái việc nó bình thường thôi, nhưng từ khi mà bắt đầu có cái dự án này lên thì Trung Quốc cũng rất là ngỡ ngàng, cũng rất là lẻ Việt Nam khi chúng ta xây dựng cái cảng biển này. Cái tuyến đường cao tốc lối từ Vân Đồn ra đến Móng Cái là cũng đang trên cái đà hoàn thiện rồi. Tất cả những cái khu vực lên đường rồi, những cái cầu lối ở các cái huyện thị với nhau cũng đã được làm gần như là hoàn thiện. Tại sao mình nói đến cái con đường đấy? Vì Việt Nam mình cái quan trọng nhất là có hai cái để mà phát triển kinh tế. Cái thứ nhất là cái đường cao tốc để lối suốt từ Nam ra Bắc, rồi tỉnh nọ sang tỉnh kia, rồi các cái huyện thị, các thành phố với nhau. Thì cái đường biển này nó cũng vậy các bạn ạ. Khi mà chúng ta xây dựng những cảng lớn lên như thế này thì cũng có những cái con tàu to ở nước ngoài mới cập cảng được, mới vào được, và cũng kết nối với tất cả những cái cảng biển ở trong Việt Nam mình. Thế từ cái tuyến đường cao tốc Móng Cái Vân Đồn ấy thì sẽ có một con đường lối xuống dưới khu cảng Vạn Linh này là dài khoảng vào tầm 9,5 km, rất là to, nối thẳng vào khu vực cảng này để mà kết nối theo đường bộ. Xây dựng cái cảng này lên thì cũng có nhiều
nhiều cái vấn đề quan trọng. Cái quan trọng là phát triển kinh tế thì cái đấy thì rõ ràng rồi. Nhưng cũng như nữa là cái điều quan trọng ấy là vấn đề là đảm bảo về cái an ninh quốc phòng nữa. Từ cái vấn đề cảng biển này chúng ta cũng có một cái điểm rất là quan trọng để chúng ta về cái an ninh, thì chúng ta ở đây là khá giáp với biên giới với một nước khác. Nói về cảng thì nó sẽ đem lại một cái hiệu quả rất là lớn. Mình cũng đây là trên toàn bộ cái hình ảnh dự án này là của nhà đầu tư, mình cũng lấy một số tư liệu để mình chuyển vào để mình đưa lên để thông báo với tất cả các bạn cùng biết và các bạn cùng xem. Trong cái dự án như này thì hiện tại là cũng đã khởi công, cũng như mình nói đấy, từ trong tầm tháng 10 rồi, bây giờ nó bắt đầu đang thi công. Hôm nay là mình muốn truyền tải lên tất cả những cái thông tin ở trên là mình sẽ xin dừng ở đây. Và cũng chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh Huy Hoàng. Hẹn các bạn ở những video sau.